Tình giáo sứ chánh tòa Phú Cường. Thiếu nhi giáo sứ chánh tòa Phú Cường lãnh nhận bí tích thánh thể. Vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, ngày 3 tháng 6 năm 2018, giáo sứ chánh tòa Phú Cường rất hạnh phúc đón nhận một sự kiện đặc biệt. 82 em thiếu nhi của giáo sứ được nhận lãnh bí tích thánh thể đúng vào ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Từ rất sớm, các em đã được cha mẹ đưa đến nhà thờ. Mọi thứ đã được chuẩn bị thật chu đáo để giúp các em sẵn sàng bước vào một bước ngoặt lớn trong đời sống đức tin của mình. Đúng 8 giờ 15 phút, đoàn rước tiến bước vào thánh đường trong lời ca nhập lễ. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Trong bài giảng, cha Anton ân cần nhắc nhở các em thiếu nhi về ân ban lớn lao mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người qua bí tích thánh thể. Chúa đã ban chính mình và máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn mỗi người. Và đây là một sự huyền nhiệm của tình yêu, một tình yêu cho đi đến tận cùng. Cha Sở Anton nhắc lại việc Thánh Đa Minh Savio xưa, trong ngày lãnh nhận bí tích thánh thể, Ngài đã viết: "Hôm nay con cam kết kết bạn với Chúa Giêsu." Qua đó, cha Anton mời gọi các em cũng hãy dám cam kết và thực hiện lời cam kết với Chúa. Kết bạn với Chúa Giêsu và can đảm thực hiện lời cam kết là quyết tâm không phạm tội, nhất là tội trọng. Cha Anton cũng chia sẻ với các em nhiều điều trong 3 ngày tĩnh tâm trước khi các em tham dự thánh lễ hôm nay. Có thể các em còn nhỏ để có thể hiểu và cảm thấu sự huyền nhiệm này, nhưng với tâm hồn trẻ thơ, hồn nhiên, vô tư và trong sáng, các em sẽ trở nên những người Kitô hữu đích thực và trở nên những chứng nhân như lòng Chúa ước mong. Và dĩ nhiên để đạt được điều đó, các em luôn cần ơn Chúa cùng lời cầu nguyện của tất cả mọi người. Thời khắc thiêng liêng và hạnh phúc nhất của các em đã điểm khi các em tiến lên cung thánh, đi bên cạnh cha mẹ của mình, và các em đã thật sự đón nhận mình và máu thánh Chúa Giêsu. Chúa ngự trong thánh thể, và ngay thời khắc này, Chúa Giêsu đã ngự vào tâm hồn các em và Chúa sẽ ở cùng các em mọi ngày, mọi giây phút của cuộc đời. Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện phụ huynh các em nói lời tri ân đến cha Sở Anton. Quý cha, quý sơ, quý giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng đã hy sinh rất nhiều để hướng dẫn, dìu dắt, dạy dỗ các em từng ngày và sẽ còn tiếp tục dõi theo các em trong những ngày sống đạo sắp tới. Đại diện phụ huynh cũng dâng cha Sở Anton bó hoa tươi thắm thể hiện tâm tình tri ân.